biến căn được thánh hống quan tâm nhất trong thời điểm hiện tại chính là drama của vợ ông Dũng Lò Vôi và dàn nghệ sĩ Việt. Là người được bà Phương Hằng gọi tên liên tục mỗi ngày, tuy nhiên nghệ sĩ Hoài Linh không có động thái đáp trả cũng như quyết giữ im lặng suốt thời gian qua. Đặc biệt, sau bao ngày mắng chửi xa xả nhưng không có bằng chứng rõ ràng, bà Phương Hằng bất ngờ chia sẻ với thái độ từ tốn và thừa nhận thua nghệ sĩ Hoài Linh vì không có fan đông và nhiều người ủng hộ như nam nghệ sĩ. Đáng nói nhất, Nữ đại ra cho biết không muốn so sánh với nghệ sĩ Hoài Linh vì chắc chắn sẽ thua, đồng thời Phương Hằng cũng khẳng định nam danh hài có tài năng và là tượng đài, trong mắt công chúng nên rất khó đánh đổ. Cuối phần chia sẻ, vợ ông Dũng lò vôi cho biết sẽ tiếp tục cuộc chiến này để đưa sự thật ra ánh sáng. Biến chưa dừng lại, tối ngày 18 tháng 5, bà Phương Hằng tiếp tục gọi tên nghệ sĩ Hoài Linh và có chia sẻ dài để nêu quan điểm cá nhân. Trên sóng livestream ngày 18 tháng 5, Bà Phương Hằng nói như sau: Có những nghề nghiệp được ăn học, giáo dục đàng hoàng sẽ giúp ích cho đời, nhưng người ta nói sinh nghề tử nghiệp là có đấy quý vị. Một lần nữa tôi xin lỗi vì đã làm hai thần tượng của cộng đồng sụp đổ thật sự, tôi đúng với người này thì sẽ sai với người kia. Cuộc đời tôi không thể sống trọn vẹn với ai, một người lương y lại làm bao người đau khổ. Tôi muốn nói về Hoài Linh, Hoài Linh là người có tài thật sự, cũng là một cái nghề mang đến niềm vui, tiếng hát cho chúng ta phải nói bất kỳ nghề nào cũng có giá trị của riêng nó chúng ta phải trân trọng và đặc biệt là những người có tài phải trân trọng nhiều hơn trong cuộc sống cũng không thể thiếu đi những người mang niềm vui cho cộng đồng nhưng phải hiểu rằng phải có cộng đồng thì niềm vui mới có giá trị tôi cũng tiếc cho hoài linh là người có tài thật sự nhưng cái tài đó lại tạo ra cho hoài linh một thế giới thứ ba nếu hoài linh cảm thấy hình tượng cao quý trong lòng khán giả bị sụp đổ vì phương hằng thì không đúng tôi không thể làm sụp đổ được Hoài Linh đâu. Nếu so ra, tôi cũng chỉ là một doanh nghiệp bình thường, tôi không có fan, tôi không có hàng triệu người ủng hộ. Nếu Hoài Linh nghĩ mình là cao quý và là tượng đài trong lòng khán giả thật sự thì không ai xô đổ được bởi vì tôi chỉ có một mình còn Hoài Linh có hàng triệu người bên cạnh. Nếu nói Phương Hằng đánh ngã được Hoài Linh thì cao quá, tôi không dám so sánh đâu. Nhưng ở đây tôi muốn nói là cộng đồng hãy nhìn vào chân lý. Một thần tượng đã được hàng triệu người yêu mến thì ai có thể lay động được. Nói thì phải nói cho công tâm, làm sao có thể thắng được hàng trăm hàng nghìn con tim đang hướng về Hoài Linh, tôi không thể làm cho Hoài Linh sụp đổ và thân bại danh liệt được. Lượng fan cuồng của Hoài Linh cũng kiếp lắm cho nên Nguyễn Phương Hằng tôi đi đối đầu với Hoài Linh nghe rất hài hước, tôi chỉ có một mình. Nhưng cái gì đúng thì phải nói, tôi đang chơi cuộc chơi trí tuệ với cộng đồng. Tôi nhắn lại tôi không thể so với nghệ sĩ Hoài Linh vì cuộc chiến này chỉ có một mình tôi. Tôi không thể làm ảnh hưởng một tượng đài, nhưng sao hôm nay tôi làm xôn xao như thế này là vì những gì tôi nói ra đều là sự thật. Dù ai có lái sự việc ra hướng khác cũng không bao giờ thay đổi được ý chí của tôi. Đại gia Phương Hằng thừa nhận nghệ sĩ Hoài Linh là người có tài năng thật sự và cho biết năm nghệ sĩ có lượng fan cuồng khủng khiếp. Suốt những ngày qua, Nghệ sĩ Hoài Linh vẫn kiên quyết giữ im lặng giữa biến căng.